cam kiệp ở sau nhà thà nét miến đặt nét quả đỏ chẳng hạn á đấy và cà chua nha cùng lọc quả bay nha mọi người 500 khơi lượng tìm mua đá là chụp này đấy xem cần ao tới cần kho tư tới cần chụp báo của mình đó nhưng mà cần tăng thả nhằm bánh đá chẳng hạn ngày nay trong ban chụp ở ông Phong này đặc biệt là nét miếng đá nét khoảng to đang về đẹp phải chứ một trăm khơi lượng tìm mua đá là chụp vật núm và đấy chẳng hạn xâm đáp này ớt cắt ái mà vô là bỏ hộp là lại tu bắt bàn chứ nè tay cơ là cắt xong ca phô đúc mùi chẳng lực tí mùi là nhóm bàn khơi nè nhóm bàn đại bàn đằng thờ nên nhìn là ca chui khi nó ca ọt chẳng đá nè chẳng được sai cái này nhóm bọn mình phê chẳng bà thờ nhóm tế nhóm xí xàm phật mờ hay xù quật chứ nè hay rơi khai đá xâm đáp nhẹ ọt đựng mì dây kho thì sau đấy cắt chùn chứ nè mình ta mình đang thà cất mình cô ca cho mấy giọt đứng mình ta là o sẽ chuột miền đó không ạ lời nhóm nơi ở này là bật nùm quy lê và tập đi ca nghe nùm dữ lắm đấy lần lại nó cứ lại gì phình lại gì phình chúng học con bóng bóng ở bàn là tạm đán